Mến chào quý anh chị, thì hôm nay em đang có mặt tại ngay ngã ba Lò Vôi ha, tọa lạc tại trung tâm của xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đường này là đường mặt tiền đường Hương Lộ 5 nha quý anh chị. Vị trí em đang đứng đây là rất là sầm uất luôn nha quý anh chị. Đây, rất là nhiều ngân hàng ở đây nha quý anh chị. BIDV nè, ACB, Aribank, Vietinbank, rồi MB Bank đây quý anh chị. Dưới này là Aribank đây luôn ha. Còn bên này là Vietinbank này. Ở vị trí là ngay ngã ba Lò Vôi, nằm ngay trung tâm của xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một lô đất góc ba mặt tiền, đi vào cảng Phước Hưng này nha quý anh chị. Vị trí mình ngay trung tâm luôn. Thì anh chị nào đang tìm vị trí ha, sầm uất kinh doanh buôn bán gần biển này, mình đi ra biển Long Hải cũng gần, và đi ra biển Phước Hưng, biển Phước Tỉnh đây cũng khá là gần nha quý anh chị. Khoảng tầm hơn 1 km là đến rồi. Bây giờ em sẽ quay vào cái sản phẩm cho quý anh chị xem ha. Mình là ngay cảng Lò Vôi đi vào nha quý anh chị. Đi vào cảng này ha. Vị trí ngay trung tâm luôn. Mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nha quý anh chị. Thì lô đất này lúc trước chủ mua vào 2 năm trước đã là 2 tỷ rưỡi rồi quý anh chị. Nhưng mà bây giờ chủ đã hạ kịch sàn rồi ha. Chủ đang rất là kẹt tiền muốn bán nhanh. Giá chỉ còn 1 tỷ 850 quý anh chị. Lô 3 mặt tiền. Tổng diện tích của mình là 130 m vuông. Ngang là 5 m rưỡi, sâu 24. Chủ đã lên là 124 mét thổ cư rồi, dường như full rồi quý anh chị. Còn chỉ có mấy mét cây lâu năm rồi ha. Ở đây thì công ty xí nghiệp kho xưởng rất là nhiều luôn quý anh chị. Mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán. Mình là mặt tiền đường này luôn quý vị ha. Vị trí mình gần nhà thờ Phước Hưng luôn quý anh chị. Đường này rộng đâu đó khoảng tầm 15 mét quý anh chị. Đường này là khá là rộng luôn. Đường hai ô tô né nhau thoải mái luôn ha. Vị trí của mình là gần nhà thờ, gần trường học, gần ủy ban và gần tất cả các ngân hàng luôn ha. Mình là sát bên quán cà phê Diễn Xưa này, quán cà phê nhà vườn này. Mình là nằm phía bên tay phải luôn quý vị, kế bên quán tạp hóa này luôn ha. Đây, đây lô đất đây quý vị. Ở đây là biệt thự nhà vườn rất là nhiều ha. Ở đây người ta cũng kinh doanh buôn bán khá là tốt luôn nè. Kinh doanh mọi mặt hàng luôn quý vị ha. Đây, mình là lô góc 3 mặt tiền luôn ha. Em xin nói lại là tổng diện tích là 130 m². Bám mặt tiền đây là 5 m rưỡi, sâu vào trong là 24 m ha. Thì bên hông này là hẻm của đường nhà nước nha quý chị. Nhưng mà trên quy hoạch của mình đây là nguyên một dãy phòng trọ là bức hết trong quý chị. Tại vì trên quy hoạch của mình là có con đường 30 m phía sau này. Tí nữa em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem. Đây, phía sau đất mình này là có con đường 30 m nè. Đây, từ cái mí này lui lại phía sau là 30 m, con đường mình không có dính vào đất mình ha. Trên quy hoạch của mình là ba mặt tiền luôn quý anh chị. Thực tế mình là cũng ba mặt tiền, mình có thể mở cửa sổ được thoải mái luôn ha. Ở đây là xây dựng tự do, đất của mình là quay về hướng tây nam và hướng đông nam nha quý anh chị. Anh chị nào mà đang tìm vị trí kinh doanh buôn bán nằm ngay trung tâm của xã Phước Hưng thì inbox liền cho em cái lô đất này ha. Vị trí ngay trung tâm, mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán khá là tốt luôn quý anh chị. Người ta kinh doanh mọi mặt hàng luôn quý anh chị nè. Bên này làm tóc, bên này quán tạp hóa này, rồi xưởng cơ khí đây ha, sửa xe, kinh doanh mọi mặt hàng được luôn. Mình đi ra biển cũng khá là gần quý anh chị. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ xây dựng tự do. Nói chung là chủ đang bán lỗ rất là nặng luôn quý vị. Hiện tại chỉ còn là 1 tỷ 850 thôi. Mua vào là chủ mua là 2 tỷ rưỡi ha. Cách đây là 2 năm mấy rồi. Nhưng mà bây giờ là chủ kẹt tiền nên là bán nhanh cái vị trí này ha. Anh chị quan tâm thì inbox cho em. Thuộc xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cách đường Hương Lộ 5 ngã ba Lò Vôi đây là đâu đó khoảng tầm là hơn 200 m thôi ha. Khá là gần nha quý vị. Rồi bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem. Sổ mình là sổ mới công chứng sang tên ngay luôn ha. Thửa đất số là 146 tờ bản đồ 42, địa chỉ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 130 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 124,5 m thổ cư, còn lại là 5,5 m cây hàng năm ha. Thời hạn nó ở lâu dài. Đây, mình là ba mặt tiền nha quý anh chị, mặt tiền đường nhựa, mặt tiền bên hông và mặt tiền phía sau. Nhưng mà trên quy hoạch của mình là có con đường phía sau này nha quý anh chị. Để em soi quy hoạch của anh chị xem.
đây quý anh chị, mặt tiền đường nhựa này. À, trên quy hoạch của mình là có con đường phía sau này quý anh chị. Đó, trên quy hoạch của mình ha. Đó. Thì thực tế đây là đường nhựa đây. À, xong rồi tới cái đoạn nhà mình nó cong qua đây ha. Nhưng mà trên quy hoạch của mình là quấn thẳng luôn. Đây. Đó, ha. Trên quy hoạch của mình là tới đây là nó đến thẳng luôn. Là mình sau này nếu mà làm con đường phía sau mình là hai mặt tiền luôn quý anh chị. Cực kỳ đẹp luôn ha. À, lúc trước chủ mua 2,5 tỷ, bây giờ chủ đang xả lỗ quý anh chị. À, còn 1,850 tỷ vị trí kinh doanh buôn bán ha. À, nằm ngay ngã ba Lò Vôi, thuộc ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. À, anh chị nào đang tìm vị trí kinh doanh thì inbox liền cho em. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.